Thưa quý vị, vẫn là những thông tin về giáo dục. Làm sao để có thể đảm bảo cấp điện phục vụ cho 883 điểm thi tại 27 tỉnh phía Bắc thì Tổng công ty Điện lực miền Bắc yêu cầu các công ty điện lực chủ động làm việc và phối hợp với ban chỉ đạo, các hội đồng thi trung học phổ thông tại các địa phương để nắm bắt danh sách địa điểm và nhu cầu cấp điện, lập phương án và tổ chức đảm bảo điện phục hồi để mà phục vụ tốt nhất kỳ thi. Theo đó, từ ngày 6 cho đến ngày 9 tháng 7, 27 công ty điện lực đóng trên địa bàn các tỉnh không thực hiện ngừng cấp điện theo kế hoạch trên các đường dây, trạm biến áp ảnh hưởng đến việc cấp điện cho các điểm thi tổ chức thi, địa điểm làm việc của ban chỉ đạo, các hội đồng thi tại địa phương, trừ trường hợp xử lý sự cố, tổ chức trực xử lý sự cố, sửa chữa điện trong thời gian diễn ra kỳ thi. Đối với tất cả các điểm in sao đề thi, địa điểm thi, chấm thi, các đơn vị điện lực phối hợp với ban chỉ đạo, các hội đồng thi trung học phổ thông tại địa phương kiểm tra, khảo sát, lập và tổ chức triển khai phương án đảm bảo cấp điện. Đồng thời, đơn vị điện lực chủ động triển khai phương án phòng chống dịch cho các cán bộ công nhân viên, yêu cầu thực hiện nghiêm thông điệp 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế, nhất là lực lượng trực vận hành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo cấp điện phục vụ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.